Hello, xin chào mọi người. Hôm nay shop đồng hồ Si Nhược Thủy Trinh Nail của em sẽ lên video là ngày 16 tây tháng 6. Và cách thức mua hàng của bên em là chuyển khoản cọc chốt đơn từ 100, 200, 300, 500 đến 1 triệu. Tùy theo đơn đặt hàng của mình giá trị như thế nào, bên em sẽ báo số tiền cọc. Về máy, em sẽ bảo hành máy cho mình là 1 tháng nhé. Hàng Si em không bảo hành nước, em chỉ hỗ trợ làm ron chống nước theo yêu cầu. Không yêu cầu là em sẽ để nguyên bản. Và tất cả những hàng này nó đã sẵn có chỉ số chống nước của hãng rồi, trừ những hàng thời trang bình thường nha mọi người nha. Thì mình chỉ cần kiểm tra lại đường ron là được. Nếu như mọi người yêu cầu, bên em sẽ làm và quay video bàn giao test nước cho mình. Sau cái video đó là em sẽ không có trách nhiệm bảo hành sau đó. Tại vì một số trường hợp là kiểu như là khách về là giống như cái mẫu đó không thích mà không trả được, thì lấy lý do là mở núm ra xong cho nó vào nước, rồi lấy lý do đấy là để trả hàng. Thành ra là bên em chỉ bàn giao cho mình cái lúc đầu tiên là bên em đã test nước rồi và đã bàn giao cho mình rồi, thì sau đó mình về mình sử dụng sau đó là cái trách nhiệm của mình. Và khách chuyển khoản hết, em sẽ free ship cho mình đơn tối thiểu từ 400. Dưới 400 mình trả ship giúp em, ví dụ 200, 250, 300, 350 thì mình cộng vô giùm em 20.000 tiền ship khi chuyển khoản hết. Từ 400.000 trở lên cho đến vài triệu thì mọi người cộng, mọi người trả ship. Còn chuyển khoản hết thì bên em free ship. Đối với đơn hàng là giày dép thì nó nặng và phải đóng thùng to, cho nên nếu như mà dưới 400 thì mình cộng vô giùm em 30.000 tiền ship khi chuyển khoản hết. Còn ship code thì phí ship tùy theo, thường là ship code nó sẽ mắc hơn ship không đồng, cho nên mình nhớ lưu ý giùm em vấn đề này. Và nếu như từ 400.000 trở lên mọi người chuyển hết em phí ship nha. Khách quay video khi mở hàng giúp em về vấn đề bể hàng, sai hàng, thiếu hàng, em sẽ dựa trên cái video đó để giải quyết cho mình. Không có video là bên em không có giải quyết được. Cho nên mình nhớ lưu ý giùm em, nếu có shipper ở đó thì mình vẫn phải quay video khi mở hàng giúp em. Những vấn đề sau đó em sẽ nhìn video và giải quyết cho mình. Đây là quyền lợi của mình, em sẽ dán tem nhắc nhở ở đầu hộp. Số tài khoản em để trên bảng là 3 số, mình có thể chuyển qua số nào cũng được. Khi chuyển khoản mình ghi nội dung giúp em là mã L máy, A máy, B máy, D máy đó. Hoặc số điện thoại mình đã gọi cho em, hoặc tên Zalo mình đã nhắn tin cho em. Số điện thoại em để trên bảng em chỉ sử dụng đúng một số này thôi. Mình có thể gọi điện hoặc nhắn tin. Thời gian check đơn của em là từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi tối. Sau 10 giờ là em sẽ nhận tin nhắn chứ không nhận cuộc gọi nữa. Cho mình nhớ lưu ý để lại tin nhắn giúp em sẽ trả lời sớm nhất cho mình. Rồi bây giờ em lên mã đầu tiên. Mã hôm nay em lấy sẽ là mã K. K1. K1 đầu line. K1 đầu line em lên một con DW em xả cho mình con này. Con này em bán bữa giờ cũng 4-5 con rồi, nhưng mà em về em nhập cả một kiện DW, thành ra nó rất là nhiều và giá nó tốt hơn, nên em sẽ bán giá tốt cho mình để thu hồi vốn. Size ngang con này là 36, vỏ vàng hồng, cọc kim vàng hồng cho em, khóa dập hiệu DW. Bản này bản dây sỏ, chưa một lần đeo, trắng tinh ngời ngợi luôn đó. Khóa là khóa zin cho em nha. Còn nguyên tát của nhà DW, con này không bóc. Mọi người muốn lấy bóc thêm 50.000, còn không lấy thì thôi, để vậy cho em. Đó. Đằng sau còn nguyên tem vỏ vàng hồng dán thanh mảnh. Đây là bản classic huyền thoại của nhà DW. Cứ nhìn thấy dán này là người ta sẽ nghĩ ra là dán là DW ngay. Mới con này 4-5 triệu vẫn không có rẻ nha mọi người nha. Vỏ vàng hồng cho em, size 36, nam nữ đeo chung. Bản này dây dù mình có thể tháo ra rút vô giặt rất là dễ. Sau này không thích mình có thể thay dây da được luôn. Hàng chưa có xài nha. Hôm bữa hàng xài rồi, em đã bán 400, 450 rồi. Đó, bữa trước em cũng bán 650 con này. Mà bây giờ nhiều quá,
em xả về vốn để cho nó nhanh. Con này em bán cho mình là 580.000. 580, hàng chưa có xài, chưa một lần đeo. Em bán chưa được 10% giá mới. 580. Mã chiếc này là K1. Lên cho em mã K2. K2 em lên cho mình một chiếc của nhà Quát Hiệu. Quát Hiệu. Cái này là dây jean của nó, em gửi kèm cho mình. Em thay cho mình một bộ dây da đà điểu nha. Dây của bên đó thì nó sẽ làm ngắn. Dây bên đó nó làm rất là ngắn nè. Còn dây của bên em thay á, là nó là đúng cái dây bình thường, theo cái số size bình thường ở đây. Tay bự, tay nhỏ gì đeo được hết. Và mình bấm lỗ, mình xỏ thôi. Đó. Nếu mà mình đeo càng vào trong đây thì cái đĩa mình kéo ra ngoài đây để nó ôm tay lại. Còn mà tay bự thì mình kéo đĩa xuống vậy thôi, đơn giản. Size 22 cho em nha. Size 22. Khóa jean dập hiệu Quartz. Máy Thụy Sĩ. Bản kim đỏ lọc lá cho em. Từ đây đến đây là bằng thép đúc không rỉ toàn bộ. Và nó kết hợp với lại dây da, vừa kim loại vừa dây da. Ở đằng sau cho em như thế này, hiệu Quartz, hiệu Mỹ. Đây số series đầy đủ, Stainless nha, máy Thụy Sĩ cho em. Quartz đã ơi là đã luôn. Nó lên tay cho em như thế này. Độ mới cao, full box kèm dây da của nhà hiệu Quartz. Khóa jean, dây jean gửi lại và tặng cho mình bộ dây này đã thay vào đây rồi. Đó. Chiếc này em để cho mình với giá là 750 full box. Bình thường mấy chiếc này toàn triệu mấy, nếu mà mới mà em săn được hàng mới thì cũng phải 600. Con này chỉ có 750 cả box luôn. Mã chiếc này là mã K2. Lên cho em mã K3. K3 đầu lai em xả bơm cho mình một con này, em bị bơm về nè. Chiếc này là thực sự là rất là hết, rất là lâu rồi. Và khách hỏi em báo hết toàn bộ. Tới chừng bây giờ bị hoàn đơn về nè, em lỗ tiền ship nè. Full box, hộp sổ luôn. Đấy, cái này khách quen cho nên là bị lỗ luôn á mọi người. Khách quen mà tới chừng không lấy hàng thì vẫn là gọi là bơm hàng. Size ngang chiếc này là 43,4. 43,4 cho em nha, tại vì khách 43 nhá. Tại vì khách này quen nên là em không có kêu chuyển khoản gì trơn á, thành ra em bị lỗ tiền ship. Đá ceramic cho em niền tọa độ nè, nên là sau này là cứ khách quen khách lạ gì em cũng lấy tiền cọc trước hết nha. Núm jean cho em nha. Vỏ vàng hồng đờ mi, núm jean mix với lại đá ceramic full bộ. Đó, về bị bơm hai chiếc cơ, nhưng mà khách đã lấy cho em một chiếc rồi. Khách quen kia đã lấy cho em một chiếc rồi nên em còn có một chiếc thôi. Đó, bị hai chiếc, một chiếc nữ, một chiếc nam. Rất là đẹp luôn, đá ceramic nè. Con này là còn siêu chưa bóc nha, chưa có lột ni lông ra luôn á. Đó, rất là đẹp. Chiếc này bữa trước em bán 1,4 triệu. Bị bơm nên là em muốn xả nhanh. Chiếc này em xả về tiền, tiền vốn là 1,2 triệu á. Em xả 1,2 triệu cho mình, em lỗ tiền hà, tiền ship 2 triệu. Cái này mọi người chuyển hết, em phi ship, em như em đã lỗ tới bến luôn nè. Hộp ngoài, hộp trong đầy đủ, money cho em nha. Và bao gồm cho em thêm một cái túi giấy nữa. Một cái túi giấy Armani như thế này. Mã chiếc này là mã K3. Lên cho em mã K4. K4 em lên cho mình một chiếc của nhà Bạc. Bạc đúc của nhà Foli Foli. Đẹp kinh khủng luôn mọi người, nhìn là nó nặng. Nó nặng thực sự nha, cái cọng dây này nó nặng, nó đúc đặc á. Nó nặng kinh luôn. Size ngang chiếc này là 22,3. Cái này là lúc về nó hút gió đen á, xong mà em lấy đồ em đánh, em trà nó ra là nó ra màu bạc ngay.
Cái này mình đeo á, cái này ai mà kỵ gió nè và hay bị cảm á, là mình đeo để nó hút gió cho mình. Hút một thời gian nó đen thì mọi người cứ lấy kem đánh răng mọi người đánh là nó sẽ ra ngay. Nắp sâu cho em như thế này luôn. Polyfolie, hàng nội địa Japan, bạc đúc nguyên chiếc, nặng khủng khiếp. Nó từ cái khóa luôn nha mọi người, cái khóa cũng là khóa đặc luôn. Đẹp thực sự, dán dây là phải nói chuẩn viên tẹt. Đó, mọi người thấy một chiếc chắc chắn như thế này. Chiếc này cầu hả, cả cây, 2-3 cây luôn. Nặng ghê luôn. Lên cho em chiếc này nha. 800 ngàn. 800 ngàn cho em nha. Quá đã. Mấy chiếc này đụng vào tiền mua mới là chắc cả chục triệu. Mã chiếc này là mã K4 cho em nha. Độ mới cao và em đã spa cho mình hết rồi. Về chỉ việc đeo thôi. K4 cho em. Lên cho em mã K5. K5 nha mọi người. Em lên một chiếc của nhà AB. Bữa nay là bảng này là bảng màu. Hôm bữa em lên màu vàng và vòng màu vàng hồng đờ mi. Bữa nay em lên cho mình màu đờ mi vàng nha. Đây là bảng màu cuối cùng của nhà AB nè. Size 44 ngang. Dọc là 46,6, không đo càng. AB thương hiệu này là thương hiệu tiền tỷ, tiền trăm triệu, thương hiệu xa xỉ cho nên đây là hàng siêu cấp loại 1. Sử dụng thép không rỉ và sản xuất theo tiêu chuẩn loại 1. Ở đằng sau khóa dập hiệu cho em của nhà AB, khóa bướm nè. Trên dưới đều có hiệu luôn nha. Đó, khóa zin như thế này, khóa đờ mi vàng như thế này, dây đờ mi thép đúc như thế này. Viền lục lăng vàng đờ mi. Núm là núm zin cho em nha. Đấy, núm zin cho em của nhà AB. Và núm là núm vặn cổ chai, núm cũng lục lăng như cái mặt nó luôn. Đó, núm cũng lục lăng như cái mặt luôn nha mọi người. Hiệu sẽ dập dưới kính cho em, bản automatic có hỗ trợ có tay. Núm vặn cổ chai, xung quanh tán đinh lục lăng. Viền lục lăng, tán đinh lục lăng, đờ mi vàng. Dây chưa bóc siêu, cầm nặng tay, đúng chất thép không rỉ loại 1. Đó, đúng chất hàng loại 1 luôn, cầm vào là thấy chất lượng. Núm vặn cổ chai, máy cơ xuyên thấu cho em. Xuyên thấu từ trước ra sau. Ở đằng sau lục lăng như thế này. Rồi ra dash option. Đó, lục lăng đít bắt ốc cho em mông lộ như thế này. Automatic có hỗ trợ có tay núm vặn ren chống nước đằng sau cũng vặn luôn. Nó xịn sò con bò. Hàng xa xỉ mình mua hàng này là đủ chơi rồi, cầm về không thích chất trả lời em luôn thật sự. Về mà có một cái lý do gì mà bảo là chất không xịn này kia là trả lại em ngay lập tức. Con này nó sang và đẹp. Full box hộp sổ đầy đủ. Thêm một cái túi giấy như thế này nha. Đó. Chiếc này bữa trước là em bán là 2 triệu 700. Rồi bữa nay em bán 2 triệu 6. Con đờ mi vàng này là hết rồi, hết bớt nổi rồi ha. Tại vì những cái con này là hồi năm ngoái là toàn 3 triệu 8 một con á, mà nó không được xuyên thấu như thế này đâu. Bữa năm nay là em săn được giá rẻ cho mình á. Mã chiếc này là mã K5, 2 triệu 600. Lên cho em mã K6. K6 em lên một chiếc của nhà Polyfolie. Viền đính xoàn nha. Bản hiệu này, cái nhà Polyfolie này chỉ sản xuất đồng hồ đính kim cương thiệt thôi, không có bị tào lao đâu. Đằng sau cho em dập hiệu nè. Khóa dập hiệu Polyfolie. Ở đằng sau nắp full hiệu. On-Senesis nắp full hiệu cho em, số series đầy đủ. Một góc lịch lọc kim vàng cọc vàng dán hạt gạo. Bản thép đúc vàng dán hạt gạo cho em.
cái màu của nó còn vàng, nó còn đẹp hơn cả cái vàng thật mình mua ở đây để mình đeo chơi nữa. Cái màu vàng của nó là ở đây, cái màu vàng ở đây nó không được cái ánh như thế này. Đeo chiếc này nó còn đẹp hơn cả vàng thật. Một góc lịch lọc, viền đính xoàng, không rớt một viên nào, sáng chói này, hàng độ mới cao nha. Con này mới 10 triệu mấy trăm á, tại vì em đã từng bán con này nguyên tát rồi. Đó, dáng oval như thế này cho em nha. Size ngang là 25, dọc là 26,5, không đo càng, luôn càng là 32. Rồi chiếc này cho em đi. Chiếc này em để cho mọi người là 620.000. 620 cho em một chiếc này, hàng hiệu kim cương. Chất này từ cái thép đúc mà bọc vàng hạt gạo này về cầm không thích trả lại em luôn. 620.000, mã chiếc này là mã K6. Lên cho em mã K7. K7 em lên một chiếc của nhà Diesel. Diesel dáng vuông cho em nha. Rất là hầm hố, con này men cực. Đấy, núm mình cứ rút ra ở trong đây mình xoay được để mình chỉnh giờ nha. Size ngang cả viền là 47. Dọc không đo càng là 36,6. Đo luôn càng là 48,6 nha. Núm mình nằm bên tay trái cho em nha, có tán đinh bên ngoài rất là ngầu. Đó, dây zin cho em như thế này. Dây zin, khóa zin. Khóa zin là thép đen như thế này. Ở đằng sau chống nước 5 ATM diesel. Máy này máy Thụy Sĩ. Và dán dây là nó may nhiều viền để nó tạo thành hoa văn của nó. Đẹp không? Con này theo gu hầm hố. Hầm hố mà men, dáng này rất là ít có nha. Cái dáng vuông diesel này là ít gặp. Rồi chiếc này cho em đi. Em để cho mình con này 880.000, số tam hoa. Số 2, số hoa. 880 cho em mã K7. Lên cho em mã K8. K8 em lên một chiếc của nhà Don Trời Hiệu cho em nha. Kim đỏ xinh luôn, thật xinh. Nó hiệu sẽ nằm ở vị trí lộc số 6. Hoàn toàn không có cọc số, hàng hiệu là đúng chất dân chơi, là rất là hay làm như vậy lắm. Size ngang là 19, dọc là 30, không đo càng. Đo cả từ đây đến đây luôn là nó là 33,3. Ở trên dưới đều đính xoàng cho em. Dây em thay, khóa là khóa zin của nhà nó. Khóa zin Đôn Trề hiệu của nhà nó. Ở đằng sau là Đôn Trề Rabana Tham, chống nước bay tem, chuẩn thép đúc. Lên tay cho em như thế này, bản 2 kim. Đó, rất là đẹp. Người nhìn thấy không, dáng này ít gặp lắm nha. Dáng của Đôn Trề thì về nhiều, nhưng mà gặp cái dáng này thì rất là ít có. Đó, dáng của nữ đeo là nhìn nó rất là chơi luôn. Chiếc này em để cho mình là 630. Hàng hiệu Đôn Trề Rabana. 630 cho em nha. Mã chiếc này là mã K8. Lên cho em mã K9. K9 em lên một chiếc của nhà này. Chiếc này là em, chiếc này là khách gửi bán lại nè. Con này nguyên tát luôn nha. Chưa có xài, chưa có đeo. Roven Dino. Đó, chiếc này là hàng hiệu. Còn tát, tát là 43.000 in nè. Tát con này là 8 triệu mấy, gần 9 triệu. Khóa gài thông minh, tay nào cũng vừa. Nắp sau cho em như thế này, còn tem. Tem xanh đàng hoàng, chưa có xài, chưa có xé tem luôn.
Và dòng này dòng lặn chỉ số rất là cao nha, dòng trong nước tận 200 mét. Bảng này là bảng 6 kim. Bảng 6 kim nha, chronograph chạy bình thường, kim lọc lá là ba cái đồng hồ nhỏ này. Mặt bên trong làm dạng hoa văn. Mọi người thấy hoa văn ẩn hiện màu trắng xám không? Đó, dòng chronograph. Size chiếc này là size 37. Size 37 cho em nha. Này là gu dành cho mấy anh mình đeo 38 đổ về đeo được, hoặc mấy chú tay bé mình đeo được. Mới tận 9 triệu. Nguyên táp dây dài. Đây là hàng chưa có đeo, không hợp. Cái này em nhớ em bán hình như 900 hay nhiêu á. Mà này khách họ gửi em về bát lại nè, hàng chưa có xài. Nó còn dạ quang đầy đủ nha, nó dạ quang luôn cả cọc số kim các thứ luôn á. Con này xả bát là 750 nghìn. 750 cho em đi nguyên táp nha, táp nó 89 triệu một chiếc lận á. Mã chiếc này là mã K, K9. Lên cho em mã K10. K10 em lên một chiếc của nhà này đi. Đây là dòng mắc dây, mắc bay, mắc da cốt. Mắc bay, mắc da cốt cho em. Cái này nó có mắc dự phòng nên tay nào cũng vừa. Bản thép đúc vàng hồng BVD công nghệ bà vàng hồng Ron Ross siêu sang, khóa zin dập hiệu. Hàng này hàng đeo lướt nhưng mà độ mới vẫn còn rất là cao. Mấy chiếc này mà nếu mà hàng mới luôn là hợp luôn là em săn toàn 1,5 triệu, 1,6 triệu không á. Size 26 với em. Size 26 viền dập. Viền của nó là nó in cái mắc bay mắc da cốt nè. Rồi bên trong là hoàn toàn không có cọc số mà chỉ có hàng hiệu. Nó nằm ở vị trí 12 giờ thôi. Tất cả những hàng hiệu họ hay không làm cọc số, ví dụ như Movado rồi đó, là họ làm như thế này thôi. Nhìn nó đơn giản mà nó sang. Ở đằng sau mông vàng hồng cho em nha, chống nước 5 AT mông vàng hồng. Đó, mặt vàng hồng, kim vàng hồng. Nói chung con này là vàng hồng nguyên con. Mọi người thấy lên tay nó khác liền không? Trắng và sang. Lên cực tôm da. Đó, mắc bay mắc da cốt. Nào giờ nó là hàng hiệu tiêu chuẩn luôn á. Ai chơi rồi là không bao giờ chán được. Con này máy thụy nè, đẹp xịn. Đó, mắc dự phòng có đầy đủ luôn. Con này 750. 750 cho em. Mã K10 hàng siêu sang. Nói chung mấy chiếc này nên lấy nha, vào thời điểm này nó rẻ đó. Chứ ngày xưa là em mới nhập mấy con này nó cao, bán tầm 1,2 triệu, 1 triệu một con không. K10 cho em nha, 750. Lên cho em mã K11. K11 em lên một chiếc của nhà này. Đó, đẹp chưa? Dòng này là dòng đầu lâu, lộ máy, máy pin, đầu lâu, đính kim cương trên dưới nè, dáng của dòng Fenmuller. Size ngang chiếc này là 40,6. Dọc của nó là 49, gần 50. Ở đằng sau cái này là nó người ta đeo cái mồ hôi tay người ta lên nên nó bị rơm cái nước mạ BVD lên nè. Nước mạ của vàng hồng lên nó bị rơm lên chấm 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 á. Nhưng mà ai mà không có quan trọng về bên trong mình vẫn đeo được. Đấy, mình khi mình gài vào thì người ta chỉ thấy đằng trước thôi chứ người ta không thấy đằng sau. Đó, tán đinh hoa ở trên nè, ở dưới nè, viền đính xoàng, bên trong đính xoàng nè. Đó, dây là dây cao su nha, dây cao su từng ngấn như thế này, khóa vàng hồng. Đó, sau nè đính đá xuyên thấu đằng trước ra đằng sau nè, núm zin cho em như thế này. Rồi chiếc này cho em đi,
Bình thường em bán 900, nếu không không bị cái này nó hơi bị ấy xíu chỗ này. Em bán cho mình con này 680. Mã này sẽ là mã K11 680. Lên cho em mã K12. K12 em lên cho mình một chiếc của nhà con hiệu Mockbird. Hiệu Mockbird này cho em nha, Japan Morven, máy nội địa Japan. Đó, vỏ vàng hồng Rolls Royce, tán đinh trên dưới, hai nút hai trên dưới nha em, như thế này. Nắp sau nè. Đó, Japan Morven máy vàng ươm. Còn nguyên tem chưa bóc. Da đà điểu em thay, chiếc này về mỗi cái mặt nên là em thay cho da đà điểu, khóa là khóa zin, khóa lục lăng zin của nó. Size chiếc này là size ngang 28. Size 28 cho em nha. Còn siêu chưa bóc, siêu trước siêu sau đầy đủ. Sang chưa? Kim vàng hồng, vỏ vàng hồng nè. Da đà điểu xịn sò. Đó, đằng sau còn tem nè. Quá đỉnh. Chiếc này em để cho mình là 550.000, hàng hiệu. Da đà điểu xịn luôn nha. Đó, vỏ vàng hồng độ mới là coi như con này chưa có đeo. Còn nguyên siêu 550 cho em mã K12. Lên cho em mã K13. K13 em lên một chiếc của nhà này. Đây là con Sonne. Sonne automatic, lộ máy lộ trước sau cho em. Size 44. Size 44 cho em nha, dây với khóa về sau bên em để nguyên, cái này hàng zin đó mọi người. Đó, dây là dây cao su. Dây cao su cho mọi người, và đây nó làm ba mắt đầu là đặc nè. Nó làm thép thép đúc đặc. Mix với lại dây cao su nhìn con này cực chất luôn. Đẹp chưa? Cái núm ở trên này là để mình dùng cái cây nhọn mình chọt vào mình chỉnh năm giúp em nha. Còn cái này là mình chỉnh tháng nè. Cái tháng với ngày thứ em chỉnh rồi, còn mỗi cái năm thì bao giờ đi đơn em sẽ chỉnh. Con này không biết nó đến năm 2024 không ta. Để thử chỉnh coi. Này là đang 2016 nè. 2017 nè. 2018 nè. 2019, 2020, 2021. Hai 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 nè, 2023, 2024 luôn rồi. À, con này nó 2024 luôn nè. Đấy, đẹp chưa? Sonne dòng Haori Brodu, thông số bên ngoài để mình nhìn phút, bên trong là làm la mã. Mặt là sẽ có lộ một bên góc như thế này là máy lộ tim. Bên này thứ, bên này ngày, bên này năm, bên này tháng, con này full lịch. Nắp sau cho em nha. Nắp vặn ren chống nước, lộ máy, chống nước bay cho em, lộ mông như thế này. Size 43,8. Đó, đẹp chưa? Một bộ dây nhìn hầm hố kinh khủng luôn. Dây cao su chống thấm mồ hôi luôn. Cơ automatic có hỗ trợ, có tay chạy full lịch, có cả lịch năm, lộ máy sau của nhà Sonne. Đó. Chiếc này là hồi mấy năm trước em bán 2 triệu mấy. Bữa nay em bán cho mình 1 triệu rưỡi, giá cực tốt. 1 triệu rưỡi cho em con này. Xứng đáng mình tiền của mình bỏ ra hơn cả như thế nữa. Mã chiếc này là mã K13. Lên cho em mã K14. K14 em lên một chiếc của nhà Folifolai, hàng hiệu bản đính kim cương nha.
hàng hiệu đính kim cương cho em nha, bộ kim đỏ lọc lá, sai ngang là 20,2, dọc là 21, luôn càng là 25, bản thép đúc dán tanh của nữ, dán vuông đính xoàng của nữ, lên tay bao trắng, mình dễ phối đồ cực luôn. Polyfoline nha, sản xuất đồng hồ chỉ có thép đúc không rỉ thôi. Đó. Xịn lắm luôn. Bộ vỏ này đeo biết nào cho hư, không thể hư nổi. Rồi em bán cho mình cái chiếc này 500. Mã chiếc này là mã K14500 cho em. Lên cho em mã K15. K15 em lên cho mình một chiếc của nhà Hulot này đi em. Hulot này em bị vía nặng nề, em xả đốt nè. Full hộp cho em, hộp da cái này ai lấy em mang ơn luôn á thiệt á. Hộp da bên trong và bên ngoài. Hulot kèm túi giấy đàng hoàng nha. Khóa zin dập hiệu cho em, bản dây silicon mùi vani. Ở đằng sau còn nguyên bắt ốc lộ máy cho em như thế này. Số series 3 con số 6 lọc lá chưa? Đó, vỏ là vỏ thép làm màu titan. Thép làm màu của titan nha, cầm nặng chất tay đàng hoàng, lộ trước lộ sau. Đó. Size chiếc này là size 45,2. Núm zin dập hiệu. Cơ automatic có hỗ trợ cót tay và mình nhìn búi cót là mình sẽ biết nó đang đầy cót nè. Đó, khóa zin tán đinh xung quanh cho em như thế này. Đẹp chưa? Ban đầu 1,9 triệu lận á, bữa nay em xả 1,6 triệu nha. Thật sự luôn con này. Ai mà ai lấy là mang ơn luôn nè, 1,6 triệu cho em full box như thế này xịn. Bản xuyên thấu này và bữa giao sỉ thôi. Bữa lấy sỉ cho khách thôi giao đã 1,8 triệu sỉ rồi. Giá này cực tốt. Mã chiếc này là mã K15 cho em nha, 1,6 triệu kèm thêm một cái túi giấy nữa. Rồi lên cho em một K16. K16 em lên con mắt Jacos. Rồi lên cho em mã K16 là con mắt Jacos. Mắt Jacos cho em nha. Dây màu rất là tây luôn. Dây và mặt màu giống nhau. Đó, dây và mặt màu siêu tây. Màu giống nhau, cọc kim vàng hồng. Bản kim rốn chữ mắt đây nằm ở vị trí từ số 12 cho đến số 3, số 5 nè, à, số 3 nè. Size 36,4 cả viền. Vỏ vàng hồng. Đó, núm di toàn bộ máy thủy sĩ đằng sau cho em mắt bay mắt gia cốt hàng hiệu. Chống nước 5 ATM. On Senestit, dây zin nguyên bản. Nhìn lót là biết là con này đeo không có được nhiêu chứ. Cảm giác nó không đeo luôn thì có. Khóa zin dập hiệu cho em nha. Bản kim rốn. Màu siêu tay. Cái này là mình xách thêm một cái túi xách á. Một là màu này nữa. Hoặc là màu kem. Hoặc là màu nâu. Hoặc là túi ru xì á, là ngay luôn á mọi người. Đẹp cực. Suýt xoa mấy con này em nói thiệt mọi người, không lấy rất là tiếc, thực sự rất là tiếc luôn. Em để cho mình dễ giá dễ lấy nha, 680. Mã chiếc này là mã K16 giúp em. Lên cho em mã K17. K17 em lên một chiếc của nhà này. Đây là dòng Angel Glover. Angel Glover, đây là dây zin nha. Em trả cho mình và em tặng thêm một mình một bộ dây nâu nữa.
Nâu rất là tâm đắc của bên em nha, nâu ca cao, nâu vinh tệp. Em thấy nó hợp với cái vỏ quá nên em cho mình bộ dây này và trả cho mình dây zin á. Size 45,9, bảng này bảng đính xoàng xung quanh nè. Đính xoàng viền xung quanh cho em, bên trong cọc kim vàng hồng. Kim này kim đỏ lọc lá nè. Này một góc lịch xéo cho em chiếc này. Bảng này bảng kim rốn này, kim 12 24 giờ, đây là dòng 5 kim. Lịch nằm ở vị trí số 8 là số phát. Ở đằng sau nè. Nắp vặn ren chống nước cho em, chống nước 100m Onsenesis số series đầy đủ. Cái này cũng vậy, núm cũng là dạng vặn, vặn ra mới rút ti chỉnh giờ nha. Sau đó mình nhớ ấn lại để nó chống nước giùm em nha, đừng có quên nha mọi người. Khóa là khóa zin vàng hồng cho em, khóa thép đúc. Quá đỉnh cái con này. Mới con này chục triệu đó, không có rẻ đâu. Size to dòng Entro Glover thương hiệu. À bảng này bảng 6 kim nhá. 6 kim nha, còn cái kim bên này nữa và một cái lịch ngay vị trí số phát cho em nè. Chứ này em để 1 triệu, bảng đính có xoàng và viên xoàng nào to đùng luôn á. To hơn cái hộp é nữa. 1 triệu cho em. Một triệu nha, mã chiếc này là K17, cái xoàng nó bao sáng mình luôn. Rồi K18. K18 em lên chiếc này. Chiếc này là dòng quad. Quad hiệu cho em nha, số full. Cái dáng này là bữa trước em có lên phiên bản vàng hồng và phiên bản vàng á. Em lên cái bảng đấy là hàng chưa xài nguyên bóc á, là đã 1 triệu 6 rồi đó mọi người. Xoay ngang chiếc này là 38 cho em nha. Dọc là 37,4. Luôn càng là 47. Viền đính xoàng kim cương. Ở bên trong bảng này có dùng rồi và đã thay dây. Em thay dây cho mình bộ dây da đà điểu nè. Khóa zin dập hiệu cho em. Ở đằng sau như thế này. Onsenesis số series đầy đủ, chống nước bay tem, núm zin dập hiệu. Đó, bảng mặt hai lồng cho em full hiệu bên trong như thế này. Đây là bảng thép trắng. Đó, hàng xài rồi mà nó là hàng chính hãng quát và thay dây rồi, còn nguyên zin, máy gì cái máy và bi máy và khóa là zin nha, pin em thay pin Nhật cho mình luôn rồi. Con quát hiệu bản đính xoàng này em để cho mình là 780 nghìn, thay vì phải bỏ 1 triệu 6 ra mua. 780 cho em nha. Mã chiếc này là mã K. K18. Lên cho em mã K19. K19 em lên một chiếc của nhà Armani. Rồi, lên cho em mã K19. K19 em lên cho mình con Armani bản 6 kim hàng hiệu. Đúng là cái dáng này là không bao giờ lỗi thời luôn. Em bán mấy năm nay rồi vẫn thấy nó đẹp. Độ đúng chất dân chơi luôn á. Dân chơi hàng hiệu. Cọc số la mã cho em nha. Size 42,4. Bên hông dập hiệu cho em Armani nè. Bên này dập hiệu núm nè. Đó. Đằng sau khóa bướm bấm cho em như thế này nè. Đó, đằng sau nữa nè. Chống nước là 5 ATM Onsenesis số series đầy đủ. Đó, bảng thép đúc được chuẩn dân chơi không? Cọc số nè. Cọc số la mã mặt hai lồng. Hàng hiệu thép đúc. Đeo không bao giờ hư nổi cái bộ dây này, không có rỉ luôn á. Rất là bền. Em để cho mình 900 hàng hiệu. Mã chiếc này là K19. Lên cho em mã K20. K20 em lên một chiếc của nhà. Chiếc này đi. Đây là dòng Abiste.
Ồ, em thấy nó lấp la lấp lánh, nó xoàng nó sang gì đâu luôn á. Cái này mấy chị đeo là rất là ok nè, sang cực. Size 30,3. Mặt bên trong mọi người nhìn hoa. Cái sáu cái viên ở trong, sát ở trong cái cánh hoa bên trong này nè, là nó là dạng pha lê 7 màu của mọi người thấy không? Đó, còn xung quanh nó là xoàng nè. Rồi mặt nó mặt khảm trai nè. Viền là viền đính xoàng nè. Vỏ vàng hồng nè. Ở đằng sau nè, đấy nó để nè, real diamond nè. Thấy không? Real diamond đấy, diamond thật nè. Núm là núm zin gem nè. Abiste hàng sang, da đà điểu nâu choco và khóa là em thay. Đó, nó sang lắm mọi người. Không thích màu dây này có thể báo bên em đổi màu nha. Lên tay cực sang luôn, mấy chiếc này lấp la lấp lánh đi tiệc đồ rất là ok. Đó. Cái con Real Diamond này em để cho mình 500, giá khuyến khích mình nên mua. Mã chiếc này là mã K. K20. Lên cho em mã K21. K21 em lên một con G sóc. Đây. G sóc nha mọi người ơi, G sóc Data Memory nè. Ở đằng sau cho em nha, mã là G3200. Mã là G3200 cho em nha, vỏ nó sản xuất tại Thái Lan. Nó G sóc cho em mix với lại vừa là vỏ thể thao vừa là thép size 44. Đo như thế này là cũng 44 nè. Đó, ở trên nè, đây là gọng thép ở trên nha. Đó, dây nè, khóa nè. Đó, dây khóa nè. Cái này cái dây này nó có hơi bị chày chỗ này rồi nè, thấy không? Kiểu người ta xỏ ra xỏ vô nó chày thôi, ngoài ra ok, cái phần mặt trên thì rất là ok. Cái con G sóc nè em bán 500. 500 cho em mua để đi làm các thứ cũng ok lắm á. Mã chiếc này là mã K21. K22. K22 em lên cho mình chiếc này. Casio Rookie chống nước 5 ATM. Casio Rookie này phiên bản màu xanh kiểu xanh của vì sao quá, xanh của bầu trời đầy sao quá, đẹp quá. Size ngang là 31,6. Cọc số la mã mix với lại cọc số chấm nha. Bản rookie. Nắp sau cho em như thế này. Đó, dập bên Morven. Khóa zin dập hiệu. Khóa gài thông minh, tay nào cũng vừa. Cọc kim màu vàng cho em rất là sang, mix với lại xanh bầu trời nè. Rồi chiếc này cho em đi. Chiếc này em để cho mình 400. Mã chiếc này là mã K22. Lên cho em mã K23. K23 em lên bảng rồng. Bảng rồng nguyên tát rồng nè. Tát con này còn đang 2,850 triệu nè. Đấy, nguyên bản rồng nè. Đó, kính sapphire cho em đính 4 viên kim cương xung quanh. Bản rồng ở trong như thế này. Bản này là rồng mặt trên nền trắng nè, rất là tinh tế. Size 40, bữa trước em lên mặt đen, bữa này là mặt trắng nha. Tinh tế nè, lịch lãm, sang trọng. Kính sapphire, bản thép không rỉ, đằng sau nguyên tem của Sunrise thương hiệu Swiss. Đó, mặt hai lòng. Còn nguyên siêu chưa bóc nha. Siêu này là chưa có bóc cho em nha. Thép đúc không rỉ, dáng thanh mảnh. Đó. Năm rồng là phải đeo rồng cho nó phong thủy nha. Mang lại cái tính chất là phú quý, giàu sang và sự thành công, sự nghiệp. Size 40, kính sapphire. Coi như con này là chưa có bóc siêu xài. Mà thị trường là gần 3 triệu. Thị trường nó gần 3 triệu. Em bán cho mình 1 triệu được chưa? 1 triệu cho em nha. Mã chiếc này là mã
K23 lên cho em mã K24. K24 em lên một chiếc. Đây chiếc này. Đây là dòng của Vincent. Vincent bản kim cương, đính kim cương mà vỏ là vỏ titanium nguyên chiếc nè. Dòng này là dành cho ai bị dị ứng với thép, dị ứng với hợp kim và mình đang tìm kiếm một cái đồng hồ titanium không rỉ, nhẹ tay mà không bị dị ứng, tốt cho huyết áp thì lấy ngay cho em con này. Size 33,8, viền đờ mi, dây đờ mi, cọc số kim vàng, đính một viên kim cương. Ở đằng sau cho em như thế này. Nắp vặn ren chống nước. Đó, titanium scat Vincent, hàng nội địa dập ben. Hóa dập hiệu. Đờ mi ở trên nền titanium mỏng nhuyễn sáng. Đó. Đẹp chưa? Cái này đeo rất là nhẹ và tốt cho huyết áp nha. Chiếc này em để cho mình 450, 450 cho em. Mã chiếc này là mã K. K nhiêu quên này. K24. Lên cho em mã K25. K25 em xả cho mình con này nè. Xả sập sàn, con này con Kansai bản 6 kim đàng hoàng của em, nó không hề bị một cái gì đâu nha. Tại nó vía thôi. Con này là thứ nè, con này là ngày nè. Kim 12 24 giờ nha. Nó là dòng Kansai chống nước 100m. Viền tất cả các cọc số kim và đồng hồ viền đều là trắng thủy inox cho em nè. Size 38. Size 38 Kansai của Nhật. Khóa zin, khóa gài thông minh, tay nào cũng vừa. Không phải tay nào cũng vừa nhầm, khóa gài thông minh chống giật. Chống giật ra như thế này. Ở đằng sau nắp vặn ren chống nước 100m on stainless steel. Cái này phom tay nó 18 luôn á. Phom tay 18 cho em nha, có kim dạ quang luôn. Đó, thép đúc không rỉ nguyên chiếc. Em xả cho mình con này 560.000. Quá rẻ luôn. Thật sự 6 kim mà 6 kim thép đúc 560.000. Mã chiếc này là mã K25. Lên cho em mã K26. K26 em lên cho mình một chiếc của nhà này. Đây là nhà viên tẹt. Viên tẹt cho em nha mọi người ơi. Liberia nè. Vỏ màu đồng cổ nha. Mặt vàng, cọc kim, cọc vàng, kim đen, đồng cổ cho em. Đó. Khóa đồng cổ nè, nhìn dây nè. Lên tay cho em nha. Đẹp chưa? Cái dây này là dây chuẩn Nhật viên tẹt về luôn. Đó, chuẩn luôn. Em bán 300.000 con viên tẹt đáng được sưu tầm. Mã chiếc này là mã K. K26. Lên cho em mã K27. K27 em lên một chiếc của nhà này. Đây là dòng của Michael Co. Dòng của Michael Co cho em bản 6 kim, một góc lịch xéo, size 44,8. Dáng này giống dáng Rolex. Dây và niềng băm y chang Rolex luôn nè. Nhưng mà nó là dòng size to, 45 nha. Đó. Cái chiếc này mà nếu mà new, hàng new bóc về là 1.8 triệu đến 2 triệu một con. Em nhớ là 2 triệu á. Mà con này là hàng qua sử dụng nha. Hàng có xài rồi. Núm zin. Ở đằng sau nè. Nắp vặn ren chống nước nha.
số seri đầy đủ chống nước 100m, khóa zin nè. Đó, cái này mình ai mình không có nhu cầu mua tới 2 triệu thì mình mua con này cho em. Rất vẫn rất là sang, bản 6 kim có lịch đầy đủ, dành cho mấy anh nam sang trọng full vàng. Lâu lâu mới có 1-2 con ở trong cái lô full thôi, chứ hầu như về màu trắng nhiều chứ màu vàng ít lắm. Chiếc này em để cho mình 850, cực tốt luôn cái giá này. Mã chiếc này là mã K27. Lên cho em mã K28. K28 em lên cho mình con này là của hãng Strip, dòng của Yasit máy vàng. Khóa gài thông minh, tay nào cũng vừa nha. Size 24, nhiều người em thấy mua ba cái đồng hồ mà ở trên mấy cái sàn mà nó quảng cáo á, trời ơi 300-400 ngàn về, nó là giỏi hay ghê. Đeo vài bữa là nó ra đồng đỏ luôn. Trời ơi, vậy thôi ta mua chiếc này đi, đeo biết nào cho hư. Đó, cọc số học trò cho em, máy vàng ươm, khóa gài thông minh, tay nào cũng vừa. Dễ thương quá à. Nắp vặn đàng hoàng, máy vàng đàng hoàng. 300, máy vàng nha, 300 cho em. Mã chiếc này là K28. Lên cho em mã K29. K29 em lên một chiếc của nhà Skyren. Skyren cho em. Dây zin em gửi trả lại cho mình. Em thay cho mình một bộ dây màu y chang, nhưng mà đấy là dán dây may 3 viền viên tệt của bên em. Mặt xanh navy Skyren nha, em thay pin xịn cho mình luôn rồi, size 40. Ở đằng sau nè, chống nước 5 ATM on synthetic. Độ dày là 6,5mm. Mặt xanh navy viên tẹt. Khóa cho em như thế này, đây là khóa zin nha mọi người, khóa zin của nó đấy. Con xanh navy dáng thanh mảnh này, nãy mua một được hai nè, màu bao đã. Em xả 550, xả sale giá gốc 700 đó mọi người, 550 cho em con thương hiệu Đan Mạch. Mã chiếc này là mã K29. Lên cho em mã K30. K30 em lên cho mình một chiếc của nhà ai. Ai màu đã không? Niền xoay tọa độ nè. Đó, niền xoay cho em nha. Con ai squat, ai thể thao. Size 40. Núm là núm jean cho em. Núm jean. Dây nhìn đã chưa? Cứ xen kẽ xanh và đỏ cho em cái màu nè. Khóa jean dập hiệu. Nắp sau cho em như thế này. Đó, tôm mì với ai nó phối hợp với nhau nên thành ra nó có màu đỏ nè. Tôm mì với lại ai, đó, phối hợp với nhau. Đẹp chưa? Mặt bên trong là nó là dạng có chữ ký như thế này. Đó. Chiếc này em bán 400, dây cực dài. 400 cho em nha. Mã chiếc này là mã K30. Lên cho em mã K31. K31 em lên một chiếc của nhà Cơ Cót. Cơ Cót bản 2 kim của nhà hiệu Tomoni. Tomoni cho em dập band đằng sau như thế này. Bản này bản dây chun. Viên tẹt độ mới cao, dây mới mặt mới. Cọc số hộp trò size 22. Đó, dây mới mặt mới, cọc số hộp trò size 22 cho em bản dây chun. Đẹp chưa? Đó. Đỉnh. Rồi, chiếc này cho em đi. Chiếc này em để cho mình 300, Cơ Cót. Con này có mạ vàng trắng nè.
Vỏ mạ vàng trắng độ mới cao của nhà Tomoni. Trung bình từ một ngày, hơn một ngày mình lên cót giúp em một lần nha. Cơ cót không cần phải tốn pin nên mình chịu khó lên năng lượng giúp em. Mã chiếc này là mã K31-300. Lên tiếp cho em mã K32. K32 nha mọi người ơi, em lên cho mình một chiếc của nhà thương hiệu The Lock House 1964. Đây là dạng giống như là thanh lịch. Ai mà thích sự đơn giản tinh tế thì lấy cho em con này. Size ngang là 35, dành cho mấy chú tay nhỏ hoặc mấy chị thích cá tính, hoặc mấy anh tay bé 16-16 năm đổ về. Mình đeo những cái size 34-35 á thì đeo được con này. Đây là The Lock House phiên bản ngày xưa nên nó sẽ làm size nhỏ nha. Chống nước 100m, còn tem cho em luôn, on senestit đàng hoàng nha. Bản có lịch gốc 3 giờ, thép đúc hàng hiệu. Rồi em để cho mình con này 400, mã K32. Lên cho em mã K33. K33 em lên chiếc này Relax. Relax cho em bản 6 kim. Có cái biểu tượng bàn tay thấy cưng không? Đây là hàng thời trang. Hàng thời trang 6 kim thật á mọi người. Đây 6 kim thật luôn nè, không phải thời trang mọi người. 6 kim thật nha, nó chạy thật luôn nè. Nó là hàng thể thao. Size 40, nó giống cái chiếc ai hồi nãy á. Ở đằng sau cho em như thế này nha, còn nguyên tem nè. Đó, còn nguyên tem cho em. Nhựa trong thể thao 6 kim. Em để cho mình 400, K33. K34 cho em nha, em lên cho mình chiếc này điện tử. Điện tử Dunlop hả? Cái hiệu Dunlop này hiệu vỏ xe nè. Chống nước bay tên em nha. Đấy, điện tử hiệu lạ lùng. Size 39 cho em, dây cao su. Dunlop là hiệu của vỏ xe, vỏ ô tô đồ á. Có chữ Ron nữa, đánh Ron hả ta? Con này em để 250. Nhìn nó xịn. 250 cho em K34. K35. K35 em lên chiếc này. Con này màu đồng cổ của nhà Lancer hiệu Pháp. Đó, màu đồng cổ Lancer hiệu Pháp cho em, nắp sau nè, của nhà Citizen. Citizen nó phối hợp mà. Lancer là của Citizen nhưng mà nó là hiệu Pháp. Size ngang là 30,5 nha. Dây này là dây không phải zin nhưng mà dây của Nhật về. Dây có hiệu nhưng mà không phải zin mà dây có hiệu. Em thấy còn nguyên, em để nguyên khóa Nhật, khóa vàng nè. Máy là máy vàng ươm luôn á. 300.000 cho em. Của nhà Lancer, 300, máy xịn, máy city xịn. Mã chiếc này là mã K35. Lên cho em mã K36. K36 em lên chiếc này. Cao su. Dây cao su thời trang nhưng mà máy vàng xịn, máy Nhật. Size 41. Dây cao su này em bán bằng tiền bộ dây với bộ khóa luôn á, 100.000. 100.000 cho em nha, đang chạy gọc số đỏ. Cầm nặng tay. K36. K37 em lên cho mình từ cái này. Cái này là full box điện tử của nhà Seabird, hiệu của Yasit nha, hiệu này hiệu Nhật. Seabird nè, này có hộp luôn, này còn chưa có xài đây nè. Khóa inox đã không? Khóa inox cho em nha. Cái này chưa có xài, về chạy sẵn luôn. Đó, về nó chạy sẵn. Nó có cả radio hình tròn gì từ lưa nè. Auto đua nè. Nó có nhiều tính năng. Chống nước 3, 5 ATM này hàng xịn nha. Xịn đấy. Size 45 cả viền. Màu cái mặt là màu xanh navy. Cái dây là màu đen nha. Có đèn đốm đầy đủ luôn.
Đó, nó có auto đua, tức nghĩa là nó có hai múi giờ hay là sao á. Con thể thao, ấy con thời trang này, ấy con điện tử này của Yasit. Em bán cho mình 250 full box. Mã chiếc này là K37 cho em 250. K38 em lên cho mình cái con cái chiếc hoạt hình này của em bé đeo này, mình mua cho bé đeo dễ thương cực. Của Japan nha, đây là của dòng Universe nó sản xuất nè. Universal nó sản xuất cho mình cái chiếc này nè. Để cho bé đeo này kia, có phiên bản hoạt hình nè. Có hai con chim đang bay nè. Ở đây bản khủng long, ở dưới cũng khủng long màu này màu kia nè. Size cho mình là 26,7 lên tay cho em nha. Mua cho bé đeo dây silicon. Bản của Universal, chiếc này em để cho mình 200. Mã chiếc này là mã K38. Rồi bây giờ em qua giày nha mọi người. Giày K39. Cái này đôi 42 nè. Size 42. Bản này bản size 42, này là giày Nhật made in Japan luôn nè. Đó, số series đầy đủ luôn. Da này da thật. Da thật cho em nha mọi người. Da này màu nâu sô cô la. Nâu sô cô la cho em nha, đẹp quá. Đế đung còn nguyên, đế còn nguyên, dập nguyên, đế nguyên luôn á con này. Đó, giày của Nhật. Size 42. Đẹp chưa? 400 cho em nha. Mã này mã K. 400 cho em mã K nhiêu vậy trời? K38 nha. Em lộn K39 nha, này K38 rồi. Cái đôi giày này là K39 size 42, giày của Nhật, da thật màu nâu sô cô la, K39 cho em. Rồi K40. K40 cho em tới cái đôi này. Cái đôi này cũng size 42 nè. Đôi này cũng size 42, có dây đồ cột luôn nha. Có dây cột, có nẹp hai bên. Size 42, con này là made in Korea. Đây. Made in Korea nè, của Nhật, à, của Hàn, lộn, của Hàn nha. Của Hàn Quốc cho em nha. Cái này dính gì vậy? Bụi. Nè thấy không, gạt ra cái hết trơn nè. Hả, bụi, đẹp không? Giày cột dây size 42, cái này 41 mình muốn đi thì mình thêm lót vào là đi được. Giày Hàn Quốc nha, có độn phơm tầm 3 phân rót sau. Đó. Đẹp chưa? 400 cho em. 400 K40. K41. Đôi này. Cái đôi này là cái đôi gót hài size 43. Đôi này là đôi gót hài, cái này 42 mình thêm lót đeo vớ mới đi được nè. Này là gót hài size 43 cho em nha. Da đồ xịn sò cực kỳ, nó mềm á. Cái da nó cầm vào rất là mềm. Đây có may viền chỉ cho em, có nẹp hai bên nè. Đó, có cái gót hài đế này để đúc gót hài phía sau nè. Đó, gót này em thấy nhiều khách thích nè. Đó. Thấy không? Mấy cái giày mà gót này là tiền chục triệu. Mấy cái giày mà gót này mắc lắm mọi người, tiền chục triệu đó. Da thật cho em 400 nha, cái này 43, size 43, 42 mình thêm lót đi vớ vào là được. 400 cho em cái đôi này. K41. Rồi K42 cho em tới cái đôi này.
Đôi này size 41 nha. Đôi này là của Hàn Quốc, made in Korea. Đế đung còn nguyên luôn. Trời, còn cả hoa văn. Rồi cái đế này cảm giác nó không có đi luôn á mọi người. Đây nè, đúng là giày tuyển nè. Đây em ba em nhập giày tuyển không à. Thà là giá cao nhưng mà nó rất là mới. Đây, mà cao chứ em bán cho mọi người có 400 là cao nhất rồi. Mọi người đi ra ngoài mua mấy cái shopsy họ đó, họ bán 700-800 luôn á. Đây còn nguyên nẹp nha. Trong cái nẹp có dây chun để co giãn nè. Giày Hàn Quốc nha, gót này nó tầm 3 phân. Size 41, 40 đi được. 40 mình thêm một cái lót cộng đi vớ là đi được nha. Tại vì em thấy form nhỏ, form nó không có to. Mã này K42 cho em 400, về Hàn Quốc đế còn nguyên. Mã K42, size 41, 40 đi chung. Rồi K43, đôi này đôi da lộn, size 42, made in Korea. Đôi này nó là dạng da lộn, nó nhám nha chứ không phải bóng. Nó là dạng nhám sần, nhám sần chứ không phải bóng nha, size 42. Đó, đôi này em bán cho mình 200 đi, bên trong nó có hơi lột ở trong cái lót nè. Mặc dù nó không có đáng kể nhưng mà em bán 200 luôn. Đó, ai mà thích sừng sừng, nhám nhám, lộn lộn, da lộn á thì lấy con này. 200 ngàn thôi, chuyển 230 em đi không đồng. Mã này là mã K43 cho em, size 42 nha. Rồi K44, nói cái đôi này. Đôi này là đôi cục dây. Rồi đôi này nhìn nó lãng tử. Đôi này là size 44 nha, nó dập đây luôn rồi nè. Size 44, 43 thêm lót đi vớ đi được. 43, 44 trên nhau có 1 xăng à. Đó, màu của nó nè, cột dây cho em nha. Gót nó tầm 2 phân. Trời, đôi này nhìn màu lãng tử, cột dây đúng lãng tử luôn. Đó, đế đung còn nguyên cho em. 400 ngàn, 400k cho em nè. Con này là hài giày Ấn Độ, made in India nè. Đó, giày Ấn Độ nhìn đúng đẹp luôn. 400 cho em, mã K44. Cảm ơn mọi người đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp. Chúc mọi người một chủ nhật cuối tuần vui vẻ nha.